Lam Chi con sao vậy? Có chuyện gì hả? Lam Chi nói cậu nghe, có chuyện gì? Chị Hai ơi, chị Hai, có chuyện gì bình tĩnh nói cậu nghe. Cái gì chuyện vậy? Sao mà khóc vậy Lam Chi? Nói mày nghe. Trời ơi, nó nói tiếng gì vậy nè? Dạ thôi, Lam Chi nói là mẹ học cùng trường giật mắt mặt nạ cô. Cái gì? Mẹ đã nói với con rồi mà, ai kia suốt ngày cứ đeo cái mặt nạ đó hoài làm cái gì? Nó nói cái gì nữa? Dạ Lam Chi nói là không làm gì hết mà tự nhiên bị giật đó cô. Không có cái gì mà tự nhiên hết trơn á. Hay là con đeo cái mặt nạ đó con đi chọc ghẹo bạn bè đúng không? Dịch cho con cái. Dạ Lam Chi nói là không có kiếm chuyện với ai hết á. Vậy cũng tốt, đỡ mất công mẹ phải lột cái mặt nạ của con ra. Không có khóc nữa, đứng lên. Đi lên lầu tắm rửa. Nó nói cái gì nữa vậy Tâm Anh? Hả? Dạ Lam Chi nói là để thương mẹ lắm. Sao mệt quá, đi lên lầu, nhanh lên. Nhanh lên. Nè. Dạ. Làm sao con hiểu được hay vậy? Dạ, tại con chơi với bạn nhiều cho nên là tự động hiểu thôi à chú. Ồ. Như lại hồi nãy câu cuối Lam Chi nói là bạn ấy ghét mẹ. Lam Chi, sao không đi học đi? Hôm nay tao không đi học. Phải đi cái học gì chứ? Con mới nói cái gì đó? Tại sao lại không đi học? Đứng lên! Mẹ đếm 1 tới 3 mà không đi học là biết tay nghe chưa? Mới lên! Nhanh ra coi! Con nhỏ này có nhanh lên không hả? Làm gì? Còn con nữa, xong đi học Tâm Anh? Dạ! Con quên đồ! Tao sẽ biết sự lợi hại của mặt ạ, cầm như thế nào. Hoài à, thằng này thả đâu ra? Đâu thả đâu ra? Thả đâu ra? Mày là ai? Đeo cái mặt nạ gì kỳ vậy? Ngươi không cần biết ta là ai. Nếu ngươi còn đụng tới bạn ta thì cẩn thận cái mặt nạ tùm lum tà la này. Cái con này. À, cái con này. Dạ. 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 Ôi là. Ôi là. Dạ. Ôi là. Ôi là. Ôi là. Ôi là. Dạ. Ây dạ. Ây dạ. Mày. Mày. Tụi bay còn dám tới đây nữa là ăn no đòn đó. Dám ở đây không? À. Nè. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ừ. Bạn tên gì ạ? Bạn từng bận tâm chuyện đó. Mình chỉ là một người bạn tốt thôi. Nè, bạn phải cho mình biết tên bạn chưa? Cảm ơn bạn nhiều nha.
Tâm Anh, lại đây. Có phải là không gì, chờ xíu nha. Chạy xíu. Ngồi xuống đi. Mình hả? Chứ còn ai ở đây nữa. Bạn nói tụi mình là bạn mà. Nè, ngồi xuống. Là bạn bè thì phải ăn kem chung với nhau chứ. Có vậy cũng không hiểu nữa. Đúng là cái đồ tùm lum la. Nhưng mà tụi mình đã đoạn tuyệt rồi mà. Đừng có giỡn nữa. Mình nói thiệt á, trước kia tụi mình đâu là bạn đâu, nên chuyện đoạn tuyệt vô nghĩa, không còn hiệu lực nữa. Ngồi xuống đây lẹ đi, kem chảy hết rồi nè. Vậy là từ bây giờ tụi mình sẽ là bạn lại hả? Ôi nhiều quá, kem nó chảy rồi nè. Nè, ăn đi. Cảm ơn bạn nha. Thả miếng ra. Bạn kỳ quá à. Giỡn thôi nè. Ngon không? Ngon quá à. Đình rút lại hả? Không có giỡn với chị được nhau nè, cưng. Ngon quá. Ngon. Cạn nguyên đó hả? Ừ, thì sao? Đúng là như lời đồn. Đẹp trai đó. Nó nói gì vậy? Nó khen bạn đó. Em là Mỹ Dung. Mỹ Dung, là ai? Anh không biết em hả? Lần đầu gặp mặt nó hỏi tôi biết nó. Sao biết? Không, em chỉ thấy lạ thôi. Tại vì học sinh khu này ai cũng biết em hết á. Ai cũng biết? Tổ trưởng tổ dân phố hả? Ok. Anh Đào đào. Biết Parker trường Minh Khai đúng không? Nghe rồi đó. Nội nói là Parker trường Minh Khai nổi tiếng lắm đó. Anh không biết em thì em với anh từ từ tìm hiểu cũng được mà. Tìm hiểu gì? Thôi, biến vô khác chơi. Biến không? Tôi nghĩ tôi với bạn nên biến về nhà chơi bóng vui hơn đó. Thôi đi. Em thật sự rất thích anh. Em nghiêm túc đó. Thích tôi hả? Ừ. Vậy thì cầm nó lên, kiếm thùng rác mà dục. Nhà tôi không phải cái thùng rác. Trời ơi, cô không nghĩ là anh Nguyên của mình cũng có fan hâm mộ luôn ta ơi. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Thôi đi, đừng có nói nữa. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Ngay hoài à, đừng có nói nữa. Ủa, chị mới tới hả? Tôi biết. Biết tin gì chưa? Hồi nãy lúc ở ngoài cổng nhà mình á, đi cái con cũng... Im đi đúng không? Có đó. Có gì đâu. Cái tay con của mình thối quá rồi. Chạy cái gì? Có cái tay ra ngoài.
Đây, em thử thay cái động từ vô cái câu trên đi. Dễ lắm. Sao đang học mà em để chung điện thoại vậy? Lại mấy đứa rủ đi chơi đó đúng không? Alo, ai đó? Ngạc nhiên chứ hả? Em Dung nè. Sao cô có số điện thoại của tôi? Đơn giản mà. Cô có tự trọng không vậy? Tôi nói không thích rồi mà. Là cô bé đó hả? Ủa? Bộ em gọi điện thoại cho anh cũng không được hả? Tôi đã nói là mai mốt không gọi tôi nữa, nghe chưa? Mà có ai đang ngồi kế bên anh đúng không? Biết làm gì? Đừng có nói với em là bạn gái của anh nha. Thì sao? Nhưng mà anh chưa có bạn gái mà. Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, nghe chưa? Em muốn gặp anh. Không. Gặp em rồi thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Cái con nhỏ. Ok, được rồi. Gặp một lần thôi đúng không? Nói được phải giữ lời nghe chưa? Ok ok. Cứ chọn địa điểm rồi thời gian rồi nhắn cho em. Bye bye. Đúng là bị điên mà. Trời, làm gì chửi người ta dữ vậy? Nãy cô nghe sơ sơ thấy giọng bé đó cũng dễ thương mà. Nhưng mà có điều á, hình như mắt con bé đó có vấn đề đúng không? Thì sao mà thích được người đàn ông như em chứ? Gu mấy đứa nít về lạ thiệt. Tệ. Nè. Gì? Cô giúp tôi một chuyện được không? Giúp gì? Là bạn gái của tôi. Em bị điên hả? Ôi, thôi. Cô không thích, cô không thích một người học dốt như em. Không phải gu của cô. Tôi sẽ siêng học hơn. À, cái đó là chuyện của em. Tôi sẽ học tốt hơn thiệt đó. Không có liên quan gì tới cô hết. Tôi sẽ gọi cô bằng chị. Giúp. Anh Nguyên ơi. Sao? Thấy cô với học sinh cấp 3 không? Thấy cô có đáng yêu không? Học sinh cái gì? Thôi cô đi chỗ khác đi. Cô làm tôi ngại quá à. Ngại quá hả? Thì cô đi về á. Thôi, ngồi xuống đi. Rồi được rồi. Nhưng mà nhìn thấy ghê ghê thì sao á? Dạ không, đi về à. Nhìn cũng được. Nè. Gì? Tới rồi kìa. Ráng diễn sao cho tốt nha. Em yên tâm đi, diễn xuất là nghề của cô mà. Ngày hôm nay cô sẽ làm con bé đó, bé mà. Ai đây? Hình như tôi với cô gặp nhau rồi đúng không? Đúng rồi đó. Chào bạn, mình là Diễm My. Mình là người yêu của anh Nguyên. Mình học lớp 10, trường Đống Đa đó. Vậy á hả? Anh Nguyên ơi, em đói bụng quá. Ai kêu đồ ăn cho nha. Thì không may quen nè. Chứ hai quen nha. Thôi được rồi, đợi anh chút. Gì vậy? Sao tự nhiên lớn tiếng với em vậy? Em tổn thương á, giận không giận? Giận anh ta nói là chờ anh chút mà. Thôi được rồi. Nha, xin lỗi. Cô thấy rồi đó, đây là bạn gái của tôi. Mốt cô đừng có làm phiền tôi nữa. Anh không quen tôi để đi quen cái con nhỏ giọng anh ách này hả? Gì vậy? Mày nói gì đó? Tôi nói vậy đó, làm gì tôi? Gì vậy? Tính đánh mày hả? Cô định làm gì bạn gái tôi vậy? Không dám. Hai người ngồi đây chứ búp bê tiếp đi ha. Sao? Thấy cô diễn hay ạ? Em làm gì? Đứng xa cô lẹ vậy? Ôi, cô đúng là mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi á. Cô làm tôi nổi da gà luôn á. Nổi da gà, diễn hay muốn chết luôn. Nè nha, từ đây về sau em phải kêu cô là chị đó nghe chưa? Ừ. Thì để coi thì sao. Quê, lại. Cái gì vậy? Muốn biết cái gì hả? Có người cần gặp nè. Cưng, làm chị hơi bị tổn thương. Tổn thương hả?
cái loại bánh bèo như cưng mà có thể làm bạn gái của anh Nguyên sao mà được ta? Đúng. Nè, có phải cưng nên bù đắp cái tổn thương cho chị không hả? Bù đắp hả? Bây giờ mỗi một ngày chị sẽ đánh cưng một cái, xong rồi cưng phải đưa cho chị 100 ngàn. Ok. Đúng. Nhưng mà tiền đi xe buýt tuần không biết gom lại đủ 100 ngàn không sao mà. Cái đó không quan trọng. Lên quan. Ủa sao sao nói mà một ngày đánh cái mà sao bữa nay là ngày đầu tiên mà năm người là năm cái hả? Đánh chiều hao luôn. Còn tôi thích vậy. Lên quan. Nè, sự thật nè, tôi nói sự thật nè, mấy người hết hồn luôn, là mấy người hết dám đánh luôn nè. Là chị là sinh viên đó nha, là chị lớn tuổi hơn tụi em luôn đó, nghe chưa? Hết hồn chưa? Sao mà đánh được? Nè, được hay không chưa phải tới chị quyết định đâu. Lên xin. Bình tĩnh. Ở đây có một người, bên đây 5 người, đánh một người, đúng không? Ok. Tâm ý ơi. Giờ sao chị? Không vô nhà rồi. Không để vô nhà người ta đánh hả? Tâm ý ơi. Chị ơi, có người kêu cửa kìa. Mở cửa cho chị Tâm ý ơi. Tới liền. Đánh nè coi. Ủa tới rồi hả? Ê, làm sao bây giờ con nhỏ Dung nó đúng là dữ dằn luôn đó em. Tụi nó hả chặn đường đánh cô á. Tụi nó còn nói hả là mỗi ngày sẽ đánh cho cô một cái, rồi còn đòi tiền cô nữa đó. Ê, con nhỏ nó thiệt thiệt á. Đứa nào đứa nấy mình bằng nhóm tụi nó là nó bụ, nó cao vậy luôn nè. Bây giờ làm sao bây giờ hả? Bây giờ không phải sợ đi. Bình tĩnh đi. Sao mà bình tĩnh được? Tại ai mà cô ra nông nổi vậy? Bây giờ kêu cô bình tĩnh sao mà nữa? Có gì đâu. Từ từ. Nè. Gì? Có đưa cô về không vậy? Cái gì phải đưa cô về nữa hả? Nhiều khi bây giờ tụi nó đang đứng đợi ngoài cổng hay sao? Em đưa cô ra tới trạm xe buýt thôi là được rồi. Làm như tôi là vệ sĩ vậy? Thôi phiền quá đi. Em còn dám nói cô phiền nữa hả? Tại ai mà cô ra nông nổi như thế này? Hả? Đứng lên! Nhìn lên! Vậy em mốt sẽ không còn kêu chị nữa. Thì cái tiếng chị của em, cô mới ra nông nổi này nó biết không? Nè, còn ngồi đó nữa. Mang giày vô nhanh lên. Thôi trễ xe buýt bây giờ. Biến ghê luôn á. Làm biết gì làm biết. Nè, giờ đưa về là ngày mai cũng phải ra trạm xe buýt đón cô đó nha. Gì? Mai đón rồi hả? Nó kêu ra đón hay đón đi. Lỡ tại ai? Rồi, biết rồi. Lẹ đi nè. Đừng có hối rồi. Ngày mai mà không ra đón là cô không muốn xuống xe buýt đâu nha. Thì mai mất quá tôi không ra đón thì dập thôi. Còn dám nói vậy nữa. Ok, mai tôi ra tôi đón. Phiền ghê, tự nhiên dính vô ba chuyện này. Đi. Đi. Còn bắt máy nữa. Cái thằng quỷ này. Hello. Hello, how are you? Thank you.
thật ra chị lớn tuổi hơn mấy đứa đó. Chị là gia sư của Nguyên chứ không phải người yêu của Nguyên đâu. Hôm bữa là làm giả bộ thôi chứ không có phải người yêu thiệt. À, vậy hả? Chị nói thiệt á. Nhưng mày nghĩ tao tin mày hả? Chị nói thiệt mà. Chị và Nguyên không có gì hết trơn á. Thật ra chị giả bộ vậy thôi. Chứ chị lúc nào cũng biết là thích em. Chị rất là thích tình cảm của em với Nguyên. Chị thấy em với Nguyên rất là xứng đôi luôn á. Xứng đôi hả? Mày ăn 10 cái tát của tao rồi tính. Dính lại. Cái gì 10 cái là hả? Sao bây giờ em mới thôi? Mày sắp lụa cô rồi kìa. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Em tìm cô từ nãy giờ luôn á. Giải thích cho nó biết đi. Cô chỉ là gia sư của em thôi. Cô phải người yêu của em. Nói cho nó biết đi nhanh lên. Sự thật có phải vậy không? Không. Đây là người yêu của tao. Tao nói lại một lần nữa. Đây là người yêu của tao. Đứa nào đụng đến một cọng tóc tao có đi yên đâu. Mày hù ai vậy? Trời. Hôm nay nghỉ học đi. Nghỉ học đi. Thôi. Thôi tay em bị chảy máu kìa. Trời ơi. Không sao đâu, nhỏ xíu à. Không sao cái gì, máu chảy quá trời mà nhỏ xíu hả? Trời ơi. Sao nãy giờ cô không có thấy vậy? Nhỏ xíu à, cái gì đâu, bình thường mà. Máu chảy quá trời luôn. Em có cần phải làm vậy không? Chỉ cần nói với tụi nó là không phải là bạn gái là được rồi. Cần gì phải đánh nhau vậy vậy? Bộ nói vậy là nó tin hả? Ngây thơ vậy? Ui da. Mà mất mớ gì em phải làm vậy? Bộ, em lo cho cô thiệt hả? Đâu ra? Nằm mơ đi. Tại tôi làm biếng mà con phải đưa cô đi đón cô về hoài thôi. Lỡ tay, lỡ tay. Đó, không đau, ôi mạnh mẽ quá. Không đau mạnh mẽ.